FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tottenham và câu lạc bộ West Ham. Đó là trận đấu thuộc vòng tứ kết của Carabao Cup và sẽ được diễn ra lúc 2:45 ngày 23 tháng 12. Và ở trận đấu này, Tot sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra thì Tot sẽ chấp West Ham với mức kèo là 0.5, mức kèo phải hạ xuống là 0.25 và hạ xuống nữa còn đồng banh. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.25 và 2 trái trên tỷ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, muốn các bạn cho mình xin một like video sau đây kia nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Tot và West Ham: Tot thắng 2 hòa 1 và thua 2 trước West Ham. 5 trận thi đấu gần nhất của Tot thì họ thắng 3 hòa 1 thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham thì họ thắng 1 hòa 2 và thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Tot trong trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Tot vẫn đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn West Ham mà thôi. Thứ hai, trận đấu này Tot có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba này, xét về phong độ của mấy hành tích đối đầu ấy, thì Tot họ cũng đang khá là vượt trội hơn. Với lại là đặc biệt là những lần chạm trán với West Ham trên sân nhà thì Tot có kết quả khá tốt. Và mình dự đoán trận đấu này một lần nữa với lợi thế sân nhà cộng với phong độ đang lên thì Tot sẽ vượt qua được West Ham, khi mà nhà cái chỉ rơi cái mức kèo là dưới một trái mà thôi. Chỉ cần mà thắng tối thiểu thôi cũng đã thắng kèo rồi, cho nên bạn nào tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Tot chấp nửa trái hoặc đồng nửa chỗ này. Mức tài xỉu cho nó là 2.5, 2.25 và 2 trái. Thì West Ham cũng là một đấu mạnh, mình dự đoán nhiều khả năng trận đấu này West Ham cũng sẽ có bàn thắng vào lưới của Tot nữa. Mình dự đoán trận đấu này tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 nhưng mà cho Tot, cho nên các bạn hãy là ưu tiên đá cửa tài chỗ này. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng cửa Tot, các bạn ưu tiên đá tài không. Mức hiệp 1 hay mức kèo đồng banh tài xỉu một trái, hiệp 1 các bạn hãy là đá Tot đồng banh và các bạn canh tài hiệp 1 0.75. Và tất cả trận đấu khi các bạn chọn Tot và đá tài hiệp 1 chọn Tot và canh tài hạ thì vào. Và xin chào và hẹn lại video tiếp theo nhé.